Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Cuộc Đời Giá Trị. Thưa quý vị, Phật dạy rằng kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại thì mới đổ được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Thế nhưng phải có duyên nợ mới có thể bên nhau. Nếu không có duyên và nợ thì đã chẳng bao giờ gặp được nhau. Cả đời chúng ta nợ rất nhiều, cũng trả nợ người khác rất nhiều. Khi món nợ đã trả hết, người ta sẽ phải rời đi. Đây là chuyện không thể níu kéo được. Duy chỉ có hai món nợ chúng ta sẽ mang theo cả cuộc đời và trả mãi mãi không bao giờ xong, dù là giàu sang hay là nghèo khó. Đó là món nợ nào? Mời quý vị cùng giải đáp trong clip sau và đừng quên chia sẻ clip quý vị nhé! Giàu sang hay nghèo khó, ai cũng có hai món nợ, trả cả đời vẫn không xong. Cuộc đời dài thế, nhưng chúng ta có thể trả hết những món nợ trời biển này không? Phật dạy rằng, kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua. Thế nhưng phải có duyên nợ mới có thể bên nhau, nếu không có duyên và nợ thì đã chẳng bao giờ được gặp nhau. Cả đời chúng ta nợ rất nhiều, cũng trả nợ người khác rất nhiều. Khi món nợ đã trả hết, người ta sẽ phải rời đi. Đây là chuyện không thể níu kéo được. Duy chỉ có hai món, vừa là nợ, vừa là ân mà chúng ta sẽ mang theo cả đời, trả mãi không xong. Đó chính là ơn cha và nghĩa mẹ. Sống ở đời, biết ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ để hiếu kính đã là điều khó. Nhưng để trở thành người con có hiếu đúng nghĩa, tâm hiếu và hạnh hiếu vẹn toàn lại càng khó khăn hơn. Dù là bậc chân nhân, là người hiền thiện, biết hiếu thảo được mấy, đi chăng nữa vẫn chưa đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha. Ngay cả những bậc giàu sang uy quyền tột bậc ở trên thế gian, một lòng cung phụng song thân thì vẫn không đủ. Vì ân đức cha mẹ sinh dưỡng, tác thành cho con cái, trở nên là người quá lớn đến độ không thể nghĩ bàn. Bách thiện hiếu vi tiên, câu này nghĩa là trong trăm thứ hạnh tốt, chữ hiếu xếp đầu tiên. Dù ta giàu sang hay nghèo khó, dù ta là dân thường, làm thuê hay quan chức cao cấp, ta đều nên tử tế với cha mẹ của chính mình. Không chỉ là phụng dưỡng vật chất mà còn cần lòng cung kính và tâm hiếu thuận. Hãy nhớ, món nợ ân tình đã sinh thành và nuôi dưỡng ta nên người, lớn biết nhường nào. Cha mẹ là gì? Cha là người bảo trợ cuộc sống của ta, mẹ là người cho ta tất cả. Cha mẹ không chỉ ban cho ta sự sống mà còn nuôi dưỡng ta lớn lên từng ngày. Cha sinh ra ta, mẹ nâng đỡ ta, vuốt ve ta, cho ta bú, nuôi ta khôn lớn, dạy bảo ta nên người, chăm lo ta, ôm ấp ta, ra vào để bảo vệ cho ta. Muốn đáp trả ơn huệ ấy, chỉ biết được bầu trời lồng lộng đến vô cùng. Cha mẹ không chỉ yêu ta vô điều kiện mà còn là những người vị tha nhất thế gian. Cha mẹ còn, cuộc sống vẫn còn. Cha mẹ đi, cuộc đời ta như đánh mất tổ ấm để trở lại. Trong mắt cha mẹ, con cái luôn là điều đẹp đẽ và tuyệt vời nhất, là kho báu quý giá nhất cuộc đời. Khi ta giàu sang thành đạt, cả thế giới đều quan tâm. Nhưng khi ta khốn khó gục ngã, chỉ có cha mẹ luôn bên cạnh. Thời gian qua đi, cha mẹ ngày càng già, những gì ta có thể trả nợ cho họ lại càng ít đi. Chúng ta mải mê bươn trải bên ngoài, cố gắng làm việc chăm chỉ hay vui vẻ trong những cuộc rong chơi mà quên mất thời gian để về nhà. Có khi trở về trong một thoáng rồi ta lại vội vàng rời đi, trở lại nhịp sống hối hả ngày thường mà không hề biết rằng liệu chúng ta còn có bao nhiêu ngày để ở bên họ về sau. 5 năm hay 1 năm hay thậm chí chỉ là vài tháng. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, thời gian đi qua không vì ai mà dừng lại cả. Đừng chờ đợi đến khi tình yêu quý giá vô điều kiện ấy mất đi, ta mới biết khó khăn vì đã để lỡ quá nhiều điều. Có những thứ thay đổi được khi hối tiếc, nhưng có những thứ chỉ khiến ta hối tiếc cả đời. Tiền có thể chăm chỉ kiếm được mỗi ngày,
nhưng đừng để nhà trở thành bến cảng mà ta chỉ quay lại vài lần mỗi năm. Trong ngôi nhà cô đơn ấy, cha mẹ đều đang mong chờ chúng ta từng giờ từng khắc. Họ đã già và cần được đồng hành, cần được chăm sóc và rất cần tình yêu. Khổng Tử đã nhắc nhở về điều này. Kẻ được gọi là hiếu thời nay chỉ ở chỗ nuôi được cha mẹ. Đến như chó ngựa cũng có thể nuôi được. Nếu không có kính thì giữa muôn cha mẹ với nuôi chó ngựa thì có khác gì đây? Hãy luôn tử tế với cha mẹ mình. Mong muốn của họ thật ra vô cùng đơn giản. Không phải số tiền bạc kiếm được, không phải vật chất bạc cung cấp, mà đôi khi chỉ là chút thời gian về nhà và đoàn tụ bên cha mẹ của mình mà thôi. Đến như Bill Gates, người sáng lập Microsoft, đã có lần trả lời phỏng vấn tạp chí Chelsea của Ý. Được người phóng viên hỏi, ngài cho rằng điều gì trong nhân sinh không thể chần chừ nhất? Tưởng rằng sẽ được chia sẻ về kinh nghiệm kinh doanh, người phóng viên không ngờ lại nhận được câu trả lời, sự việc mà con người không được phép chần chừ không gì khác ngoài việc kính hiếu với cha mẹ. Trong cuộc sống bận rộn đầy áp lực mưu sinh, đôi lúc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và cần một điểm tựa, hay một cốc nước mát lạnh tưới mát tâm hồn để cân bằng và lấy lại tinh thần. Nhưng cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng màu hồng và êm đềm như ý muốn. Ai cũng sẽ có những cảm xúc hỉ nộ ái lạc. Ai rồi đôi lúc cũng không kiềm chế được mình lại nổi cuồng phong. Và cũng không phải ai cũng có thể an nhiên tự tại, mỉm cười mà đón nhận cơn cuồng phong của bạn. Bởi vì đời là bể khổ nên họ cũng có những phiền muộn riêng của mình. Chỉ bạn mới có thể tự kiềm chế bản thân và không mang phiền não lên thêm cho con người khác. Chỉ bạn mới có thể bao dung và làm dòng nước mát lành, dịu ngọt, tưới mát tâm hồn ai đó đang sục sôi. Vậy thì bạn có thể làm điều đó bằng cách nào? Câu chuyện vị thiền sư. Trong một phòng thiền nằm ở sơn cốc nọ, có một lão thiền sư. Ông có vị đệ tử vô cùng chăm chỉ và nhiệt huyết. Bất luận là đi hóa duyên hay vào bếp chuẩn bị cơm nước, từ sáng đến tối, lúc nào người đệ tử cũng bận bịu luôn tay. Thế nhưng trong tâm vị đồ đệ này có một sự giằng co rất lớn. Quầng mắt mỗi ngày một thâm, và cuối cùng khi không thể chịu đựng thêm nữa, anh ta quyết định tìm đến thầy của mình. Sư phụ, con thấy mệt quá rồi. Vậy nhưng chưa đạt được thành tích gì, xin thầy cho con biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Vị đồ đệ hỏi. Thiền sư trầm ngâm một hồi, nói, con hãy mang cái bát ra đây. Vị đồ đệ liền mang bát ra. Được rồi, đặt nó ở đây, rồi đi lấy cho ta vài trái táo. Thiền sư nói tiếp, không biết dụng ý của sư phụ ra sao, nhưng vị đệ tử vẫn mang táo lại, bỏ được hơn chục trái táo vào bát, chiếc bát đã đầy ngập. Lúc này thiền sư mới quay sang hỏi học trò, con có thể bỏ thêm táo vào cái bát này không? Không thể bỏ thêm được nữa, nếu bỏ thêm chúng sẽ rơi xuống thôi thầy ạ. Người này trả lời, ừ, bát đã đầy rồi đúng không? Vậy con mang ít gạo ra đây. Vị đồ đệ lại mang gạo đến, bỏ gạo vào bát qua kẽ hở giữa những quả táo. Không ngờ bằng cách này, chiếc bát đựng thêm được khá nhiều gạo cho đến khi chúng bắt đầu rơi ra ngoài. Vị đệ tử lúc đó mới dừng lại, ồ, thì ra chiếc bát khi nãy vẫn chưa đầy. Vậy bây giờ đã đầy chưa? Vị thiền sư hỏi. Đầy rồi thầy ạ. Đệ tử trả lời. Vậy con tiếp tục đi lấy thêm chút nước để đến đây. Thiền sư nói tiếp. Người đồ đệ làm theo và đổ nước vào bát cho đến khi không còn một kẽ hở nào được nhìn thấy. Lần này đã đầy thật chưa? Thiền sư lại hỏi. Người đệ tử nhìn bát đã đầy nhưng không dám trả lời, vì anh ta không biết sư phụ còn có thể cho thêm cái gì khác vào chiếc bát đó. Thấy vậy thiền sư liền cười, nói, con đi lấy cho ta thìa muối đến đây. Và rồi ông bỏ muối vào nước, mực nước trong bát không hề bị tràn ra ngoài. Con nói xem, việc này nói lên điều gì?
Con biết rồi, việc này nói lên rằng thời gian chỉ cần dồn nén lại, chúng ta sẽ có. Chưa dứt lời, vị sư phụ già lắc đầu nói, đó không phải là điều ta muốn nói với con. Nói xong, ông liền đổ tất cả những thứ trong bát vào một cái chậu, để lộ ra một cái bát trống rỗng. Vừa chậm rãi làm, thiền sư vừa nói, lúc nãy chúng ta bỏ quả táo vào trước, bây giờ chúng ta làm ngược lại, con xem sẽ như thế nào. Nói đoạn, ông bỏ một thìa muối vào trong bát, sau đó đổ nước vào. Đổ đầy rồi, ông tiếp tục bỏ gạo vào. Nước bắt đầu tràn ra. Và khi gạo đã được bỏ đầy bát, lão thiền sư nói với vị đồ đệ, con xem bây giờ có thể bỏ táo vào bát không. Rồi ông tiếp tục giảng giải, nếu cuộc đời con là một cái bát, trong khi bát chứa đựng toàn những thứ nhỏ nhặt như gạo, nước, vậy thì những thứ lớn hơn như quả táo chẳng hạn, làm sao con có thể bỏ vào bát được nữa. Nói đến đây, vị đệ tử trẻ tuổi mới thực sự hiểu hết ý đồ của thầy mình. Cuộc sống vốn luôn như thế, luôn có những điều nhỏ nhặt thường ngày khiến bạn phiền não. Khi dồn các việc nhỏ nhặt vào tâm trí, chỉ khiến cho sự oán hận trong bạn ngày một lớn dần. Chính vì thế bạn không thể nghĩ đến những việc quan trọng hơn, hay chỉ vì những điều nhỏ nhặt mà bạn lại đánh mất đi những thứ quý giá lớn lao trong cuộc đời.